Chào mừng quý khán giả quay lại với video tiếp theo nữa trên kênh của Gió Lào TV. Đây là phần 2 trong ngày vui đám cưới của em Tâm. Đấy, thì bây giờ thì cô dâu và chú rể đó, cô dâu đã về đến nhà chú rể rồi nhưng mà chưa đến giờ. Chưa đến giờ chính thức nên là anh em vẫn đang ở đây chờ giờ đẹp. Hello. Xin chào. Đấy. Đấy. Nhưng mà anh em mình đi đi vào nhỉ? Đi đi. Đi vào đi. Đi. Mình đi đi, đi đi, đi cho nó đẹp đồ hình đi. Đấy. À, chào em gái nhá. Đấy rất là đông nhá, những trai xinh gái đẹp đang có mặt ở đám cưới của cô dâu và chú rể. Hello, xin chào các người đẹp nhá. Đi 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 đi. Đấy, sắp đến giờ đẹp rồi. Ban tổ chức đang bắt đầu lên nhạc. Đám cưới là ai cũng đẹp, ai cũng xinh ấy. Đấy. Rất là đông, bây giờ đang chờ giờ đẹp. Xin chào. Đi, 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 đi vào. Đi. Đi vào vào tìm chỗ đẹp ngồi đi. Ui. Đây là cổng Đài Hoa chính. Hôm qua thì Gió Lào cũng đã quay một số hình ảnh về văn hóa ẩm thực rồi. Các anh xem ở tập trước nhé. Còn hôm nay thì là chương trình ngày ngày vui. Đấy. Hình ảnh của cô dâu và chú rể đây. Bây giờ thì Gió Lào sẽ đưa mọi người vào phía trong không gian chính của bữa tiệc ngày hôm nay nhá. Thì ở đây là sẽ là ngồi theo kiểu mâm mười. Đây là vừa được sự tin tưởng của đại sảnh ở đây là gia đình ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Trung có địa chỉ xóm Khe Sơn, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ của tỉnh An. Rất là vinh dự cho việc tổ chức sự kiện và gói sạp cưới thông thường chúng tôi được đồng hành trở về với đại chúng tôi của chú rể Văn Tâm và cô dâu Lương Thu. Và trước hết đây chúng tôi xin thay lời cho đại gia đình, thay lời cho chú rể và cô dâu. Xin được gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả sự hiện diện đông đủ của quý vị khách quý, quý nhân thân nhân, những người đồng đội, đồng nghiệp của chú rể và cô dâu. Chúng ta đã dành những tình cảm chân quý của mình để chúng ta cùng có mặt trong bữa tiệc mừng hạnh phúc chung đường này cho chú rể Văn Tâm và cô dâu Lương Thu trong buổi trưa ngày hôm nay tại tư gia Sa Đình Trai. Và trước đây này thì một số vị khách chúng ta đã chụp xong tiệc cưới rồi và chúng ta sẽ cùng vui lòng lán lại. Còn những vị khách nào chúng ta đến sau, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những giấy bàn tiệc mà đại gia đình nhặt tay cũng như chú rể và cô dâu đã chuẩn bị đến tiếp đón tình cảm chân quý của quý vị. Đây rồi, chúng ta sẽ đến với chương trình đại lễ thành hôn kết tình sang năm cho chú rể Văn Tâm và cô dâu Lương Thu sẽ được diễn ra. Một lần nữa xin được thay lời cho đại gia đình, thay lời cho ông bố và bà Trung, thay lời cho chú rể Văn Tâm và cô dâu Lương Thu xin được lời mời, lời cảm ơn và trân trọng kính mời tới chương trình đông đủ toàn thể quý vị. Và rồi quý vị chúng ta sẽ cùng vui lòng chờ đợi trong giây lát tiếp theo sẽ là sự hiện diện tại đô hoa tươi thắm trong vài phút. Chú rể đây là một cô dâu Lương Thu sẽ hiện diện trước màn ảnh tươi thắm của bà con người Thái. Rồi chúng ta sẽ cùng được bắt vào chào các bà nhá. Đấy, mình mà mặc cái đồ này đẹp nhỉ? Quý nhân thân nhân, quan viên ở ngoài bên, bạn bè đồng nghiệp đẹp. Con chào bà. Đấy, rất là đẹp nha. Những món quà tinh thần về vấn. Nhưng mà lớp trẻ bây giờ thì ít mặc nhỉ? Lớp trẻ thanh niên bây giờ ít mặc nhỉ? Chúng ta đã có mặt trong hàng yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Người sau thì đón cháu, người ta mới mặc thôi. Đám cưới mới mặc. Cảnh hoa yêu thương hạnh phúc của chú rể Văn Tâm và cô dâu Lương Thu luôn dâng tỏ lòng tươi
Đây bên này thì là cái mâm tiệc đây. Thì có rất nhiều những món ăn đặc sắc của bà con đến đây. Con xin cảm ơn nhá. Con đi một vòng đã. Đây này là khu vực Hồng Cần. Đây. Để chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình đại lễ thành môn dành tặng đến chúa rể. Đấy mình xin chào tất cả mọi người nhá. Cho mình xem qua sơ qua mâm cơm của mâm cỗ của đám cưới ngày hôm nay. Ở đây là có thịt, cái này thịt lợn nhỉ, thịt bò hay sao ấy nhỉ. Đấy, bên này là thịt gà này, đây là canh xương, rau, và đây là tôm. Đấy, bên này thì, bên này bên thịt thịt trâu này, thịt lợn đấy. Và rất mong muốn tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn đồng hành, luôn kết nối, luôn ủng hộ đội đơn vị tổ chức sự kiện tiệc cưới thơm thơm để chúng tôi sẽ bước được đồng hành. Ban tổ chức đang lên lên chương trình đây là Gió Lào sắp tắt. Và quý vị ơi, để chúng ta diễn ra một cách thành công nhất. Chương trình và âm nhạc trở về từ tổ chức sự kiện tiệc cưới thơm thơm. Và một lần nữa chúng tôi rất là mong muốn những tình cảm của quý vị chúng ta đang dành lại trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là những tình cảm thật là tuyệt vời và chân quý. Sau chúng ta cũng đã xin được truyền lời tới chú rể và cô dâu. Chúng ta đây để bắt đầu bành trướng đầy đuôi mà làm ăn thì tấn tới, vượt qua hết những chuyện xui rồi chi tiền sẽ chui vào đầy túi đúng không ạ? Và cũng xin chúc cho ta của ông sẽ luôn luôn sống khỏe, vui vẻ tuổi già. Chúc cho ta của bà nhớ người yêu ông trăm tuổi. Chúc cho các chị được trẻ mãi tuổi xanh. Nhớ người yêu cũ ạ. Chúc cho bạn bè. Chúc cho bạn bè. Chào cả nhà mình nhá. Mời tới vị trưởng đoàn đến từ hòa nhạc ấy. Vị trưởng đoàn tới từ hòa nhạc trai. Xin được mời hai bác sẽ bước lên sân khấu để có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, giờ phút tuyệt vời này đây thì cho phép chúng con xin được trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn của phái đoàn hòa nhạc trai. Chúng ta sẽ cùng hiện diện bên cạnh chú rể và bác trưởng đoàn của phái đoàn nhà gái. Chúng ta sẽ cùng hiện diện bên cạnh cô dâu. Xin mời hai bác. Và bây giờ thì hai vị trưởng đoàn đã đứng cạnh tới chú rể và cô dâu. Và bây giờ xin được nhường lời phát biểu đến từ vị đại diện của nhà gái trước. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả hôn trường, tôi thay mặt bên phái đoàn của họ nhà gái xin chân thành cảm ơn. Và tôi xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Lương Thu, đại diện cho họ nhà gái đưa dâu ngày hôm nay. Vậy một lần nữa tôi không có gì hơn xin là kính chúc quý vị đại biểu và các vị khách quý trong hôn trường một dồi dào sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất. Sau đây tôi có vài lời cháu Thu từ nguyện, từ tình yêu và nhất trí của hai gia đình và được sự nhất trí của chính quyền địa phương sở tại cho phép hai cháu và hai thông gia làm lễ thành hôn ngày hôm nay. Được hết, tôi không biết nói gì hơn. Cùng xin cảm ơn họ nội đón tiếp rất là ngày trọng đại. Chúng tôi rất là cảm ơn. Và sau đây tôi cũng có vài lời cùng xin mong rằng là họ nội của chúng ta cháu Thu đến tuổi lấy chồng nhưng một điều học hỏi còn ít còn thiếu. Vậy cũng xin mong rằng họ nội của chúng ta cố gắng tạo mọi điều kiện cho cháu Thu là thành một người giáo hiền trong gia đình và một thành viên tốt trong xã hội có ích cho cộng đồng. Và mong muốn thứ hai nữa là tình thông gia mãi mãi keo sơn, ngày càng vun đắp và hạnh phúc cho hai con. Cuối cùng tôi không có gì hơn
xin đại diện cho họ gái xin chúc quý vị đại biểu, xin chúc hôn trường mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây tôi xin tặng tích vài câu thơ để tặng cho hạnh phúc cho hai cháu. Thư một bức ngàn lời tâm huyết, dù tay ai viết ở trang đầu, dù có xa cách bao lâu mà không đổi trả nào đâu thay lòng. Xin hết. Chúng ta cùng cho bác đại diện của nhà gái một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Rất là vui tính, rất là tuyệt vời phải không ạ? Và sau đây xin được cảm ơn những lời phát biểu đến từ nhà gái và xin được kính mời những lời phát biểu tới từ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Các bạn quý vị đại biểu, quý khán giả, chờ một phút nữa. Hello, tôi xin kính thưa họ nội, họ ngoại, họ đại của hai bên. Trước hết, tôi xin kính thưa thương phía nội ngoại, họ đại bên họ nhà gái đã bớt chút thời gian, bớt công, nhọc mệt thời gian đưa con đưa cháu đường ngày phải xa, không kể nhọc mệt đến giờ phút đã đưa cháu phải du về đến bên tức là họ nhà trai. Tôi thầy gì đại diện cho họ bên nhà trai, tôi rất thân hành cảm ơn bên họ nhà gái. Sau này tôi xin kính chúc quý ông quý bà phương phía nội ngoại bên họ nhà gái an khang thịnh vượng, trẻ mãi không già. Tôi xin quý ông quý bà sống mãi mạnh khỏe. Sau này tôi xin chúc quý ông quý bà chúc hôn trường làm ăn phát đạt. Tôi xin hết. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu đến từ bác đại diện của nhà trai. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là sau sâu thì sau cả niềm tin, mà nhận sau là nhận cả mối tình thông gia. Kể từ nay là tình thông gia sẽ vạn đại và bền lâu mãi mãi về sau, bên nội bên ngoại trước sau, chúc cho đôi bạn trẻ mạnh sau ấm no. Đúng sai đóng cửa nhỏ to, lời nói của cha mẹ là cả một kho bạc vàng. Ơn cha mẹ thì muôn đời ghi tạc, nghĩa sinh thành không thể nào quên. Mong sao con được đáp đền, xứng là chế thao, đẹp tên sau hiền. Đó chính là điều mong muốn mà hai bên gia đình muốn gửi tới dự ấm tới chú rể và cô dâu. Và để minh chứng cho mối tình thông gia giữa hai bên gia đình anh trong ngõ, thì xin được mời hai bác chúng ta sẽ thể hiện tức là tôi xin phép đi. Khi này bên họ nhà gái có gì túc chúc thì nó lẻ có đi có lại mới thay lòng nhau. Nó lẻ mà bên trái cũng không vừa lòng thì tôi xin một bài cũng là xin chúc cho con ơi cho bây giờ thì con lấy mà chống gần cho bát canh thì rau ngọn mà bán rau cần thì mẹ ở bên. Tôi xin hết. Vâng, rất là tuyệt vời. Một điều dân ca của dân tộc Thổ chúng ta phải không ạ? Xin được chúc mừng và xin mời hai bác sẽ bước sang gần nhau để dành cho nhau những cái bắt tay đó. Vâng, xin được mời hai một cái bắt tay thật là chặt để cho mối tình thông gia giữa hai gia đình, giữa hai dòng họ sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Và quý vị chúng ta cùng dành cho hai bác một tràng vỗ tay thật lớn đúng không quý vị ơi? Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin mời hai bác trở về với vị trí bàn tiệc của mình. Xin được cảm ơn. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nhận rất nhiều những nghi thức đến từ cô dâu và chú rể kết tình trong năm viên mãn. Và quý vị ơi, ngay lúc này đây thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đứng dậy để cùng trao cho nhau một kỷ vật, một tình yêu thiêng liêng nhất để cùng minh chứng cho câu chuyện chú rể Văn Tâm sánh duyên cùng với cô dâu Lương Thu. Xin mời hai bạn. Xin được mời chú rể và cô dâu sẽ nắm tay nhau cùng qua đứng lên ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị,
Như vậy là chúng ta sẽ được chứng giám một giây phút tuyệt vời, đó chính là một minh chứng, một kỳ vật của tình yêu. Và bây giờ xin được mời chú rể sẽ nắm lấy cánh tay người vợ yêu quý của mình, đúng không ạ? Rồi, chú rể sẽ đeo nhẫn cưới và món áo út ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, đúng là tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Không giống như chú rể Văn Tâm và cô dâu Lương Thu, tình yêu đã đưa họ đến bên nhau, cùng nhau chèo lái con thuyền tình yêu đó cập bến bờ của hạnh phúc. Và đám cưới ngày hôm nay chính là minh chứng cho một câu chuyện tình yêu tuyệt vời và tuyệt đẹp nhất. Và trên sân khấu lúc này đây thì cô dâu và chú rể đã trao cho nhau một kỷ vật tình yêu thiêng liêng nhất, đó chính là cặp nhẫn cưới. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nâng cao bàn tay trái đeo nhẫn của mình về phía trước, để các nhà nhiếp ảnh gia cũng như các YouTuber của chúng ta sẽ cùng ghi dấu những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kể từ bây giờ, anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc che chở cho em suốt cả giông bão của cuộc đời. Rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Và rất mong muốn tất cả quý vị chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng. Xin được chúc cho chú rể và cô dâu trăm năm tình viên mãn trọn đời nghĩa phu đề. Rất là tuyệt vời. Xin được chúc cho em mãi mãi hạnh phúc trọn đời thủy chung với nhau. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng tay trong tay chúng ta di chuyển sang phía bên cánh trái của sân khấu với tháp ly hạnh phúc và hai chai rượu sâm banh đã cùng chờ đón cô dâu và chú rể. Xin mời. Và bây giờ chú rể sẽ từ tay của mình mở sâm banh ạ. Chồng thì tắt biển đông cũng cạn. Giờ đây thì những khoảnh khắc hạnh phúc đang được cô dâu và chú rể đang thể hiện trên sân khấu tình yêu. Xin mời cô dâu chú rể. Cô dâu ơi, rõ sang bên kia này rồi. Chú rể chúng ta bên chơi. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Còn đến phía dưới bàn tiệc của quý vị, chúng ta những ai đang ngồi trong bữa tiệc mừng hạnh phúc một trời ngày hôm nay, chúng ta cũng vui lòng rót ra những ly rượu, những ly nước ngọt ở trên bàn tiệc của mình đi quý vị ơi. Để rồi chúng ta sẽ cùng nâng ly và chúc mừng hạnh phúc của chú rể và cô dâu sau buổi lễ đăng quân trưa nay. Một lần nữa xin được kính mời tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nâng cao ly rượu về phía trước để chúng ta sẽ cùng cảm ơn đến sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị đó chính là một niềm vui, một niềm vinh dự rất lớn đối với hai đại gia đình của chúng ta. Và xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúng ta sẽ cùng xin mời những ly nước ngọt, những ly rượu của quý vị, chúng ta cùng nâng ly lên đi ạ. Ly đâu chúng ta cùng giơ lên đi quý vị ơi. Và chúng ta sẽ 1, 2, 3 rồi để chúc hạnh phúc với chú rể và cô dâu được không ạ? Quý vị ơi, ly đâu rồi ạ? Bắt đầu nào. 2, 3 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời chú rể và cô dâu đang chéo tay nhau. Rất là tuyệt vời trong môi trường tương đối. Rất là tuyệt vời, ngọt ngào quá chú rể ơi. Và cô dâu di chuyển sang bên phía tay phải một chút ạ. Rồi hai bạn sẽ cùng nhau tình lắc đánh yêu thương. Và đầu tiên chú rể sẽ từ tay của mình thắp lên những ngọn lửa 2, 3 để cùng thắp sáng ngọn lửa trong tim, thắp sáng ngọn lửa của tình yêu đang rực cháy trong tim hai bạn. Tuyệt vời nhất khi mà cô dâu và chú rể của chúng tôi đã thắp lên những ngọn nến tình yêu, đó chính là chiếc chìa khóa để cùng mở ra một cánh cửa tình yêu, hôn nhân và gia đình. Và bây giờ chú rể và cô dâu sẽ cùng lấy chìa khóa đó trên chiếc dao nhỏ nhắn xinh xinh, và hai bạn sẽ cắt những lát bánh đầu tiên đúng không ạ?
Vâng ạ, à, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay nhấc chạm vào tầng bánh đầu tiên. Nhấc chạm vào tầng bánh đầu tiên để cùng cảm ơn đến công lao sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ hai bên gia đình. Nhấc chạm vào tầng bánh thứ hai, chúng ta sẽ cùng cảm ơn những khó khăn, những vất vả nhọc nhằn mà chúng ta đã đến được với nhau trong ngày hạnh phúc chung đôi. Và nhấc bạn chạm vào tầng bánh thứ ba, chúng ta sẽ cùng mở ra một lâu đài tình ái. Nơi đó có cả những tiếng cười trẻ thơ, có cả bé trai và cả bé gái, đúng không quý vị? Rất là tuyệt vời. Như vậy là chú rể và cô dâu đã thực hiện xong phần nghi thức gặt bánh cưới trong ngày hạnh phúc. Và như vậy hai bạn sẽ cùng nhau nắm tay nhau, trèo lái con thuyền tình yêu, vượt sóng ra khơi, bước vào một hành trang mới mang tên hạnh phúc và gia đình. Nơi ấy sẽ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, sẽ cùng nhau sẻ chia ngọt ngào trong cuộc sống và trong tình yêu. Một lần nữa xin được chúc mừng chú rể và cô dâu. Tài của mình sang cô dâu, mình sang cô dâu rồi, cô dâu bên phải sang chú rể nhá. Và bây giờ thì chú rể sẽ luồn tay qua ôm lấy eo cô dâu giữ thật chặt ạ. Rồi, cô dâu sẽ đặt tay lên bờ vai vững trái của chú rể, một bờ vai để cho cô dâu tựa vào và đi suốt cuộc đời. Còn bây giờ quý vị ơi, chúng ta sẽ dành những phút giây lãng mạn nhất để cho chú rể và cô dâu trao nhau một nụ hôn của tình yêu và hạnh phúc. Còn chúng tôi đây thì những mức của người quý vị chỉ được bắt nhìn từ 3 đến 1. Và nụ hôn của tình yêu hạnh phúc sẽ được diễn ra ngày hôm nay. Chú rể và cô dâu chuẩn bị đi ạ. Vâng quý vị ơi, chú rể và cô dâu ơi. 1 2 1 bắt đầu. Quá tuyệt vời. Nụ hôn lần cháy mà chú rể quan tâm dành tặng đến cô dâu Lương Tu. Rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Xin chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc bên nhau cho đời. Nghèo khó thì đầy lùi, bệnh tật đầy lui, mà làm ăn thì tấn tới, vượt qua hết những chuyện xui, rồi chiếc tiền sẽ chui vào đầy túi đúng không ạ? Và cũng xin chúc cho các cụ ông sẽ luôn luôn sống khỏe, vui vẻ tuổi già. Chúc cho các cụ bà nhớ người yêu ạ, 100 tuổi. Chúc cho các chị được trẻ mãi tuổi xanh. Nhớ người yêu cũ ạ. Chúc các bạn thành công và vui vẻ. Chúc các bạn mẹ sống trong tương lai. Chúc các em thơ luôn chăm ngoan và học giỏi. Muối 3 năm thì muối đưa còn mặn, và gần 9 tháng thì cây vẫn còn cay. Hôm nay quý vị và khách chúng ta trở về đây đông đủ thế này, biết gì chúng ta không dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho cô dâu và chú rể họ sẽ gặp may trọn đời. Quý vị chúng ta dành một tràng tay thật lớn nhỏ. Rất nhiều. Một lần nữa chú rể và cô dâu sẽ cúi một cái cúi chào thật sâu để cảm ơn tới tất cả sự hiện diện của quý vị. Xin mời chú rể cô dâu. Và cũng xin được cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị đã dành tặng đến cô dâu và chú rể của chúng tôi. Và ngay lúc này đây thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay chúng ta sẽ cùng trở về với những dãy bàn tiệc để cùng cảm ơn đến sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị khách quý trở về trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì quý vị ơi, chúng ta đã cùng sẵn sàng để bước vào ngày đặc biệt nhất trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng đón nhận với rất nhiều giọng ca, những giọng ca ngọt ngào và những giọng ca nồng cháy. Đặc biệt xin được gửi lời chào đến tất cả các cô, các chú, các anh, các chị và tất cả các quý vị đang có mặt trong lễ thành hôn của em Tâm và em Thu. Và trước hết thì cho phép Đạt Vi xin được gửi lời chúc tất cả quý vị có một buổi trưa thật vui vẻ và ấm áp. Và chúc cho hai em trong năm hạnh phúc và để tiếp nối cho thành nghệ thuật để chúc mừng hạnh phúc hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Đạt Vi xin được gửi đến tất cả quý vị và một món quà được dành riêng cho chú rể và cô dâu được mang tựa đề. Cảm ơn nhá. Tình yêu bên mái núi ạ. Và quý vị có thể dành cho Đạt Vi một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Bây giờ thì uống hơi say rồi nên là hát không hay thì mong quý vị thông cảm quý vị nhá. Gió lao TV á. Đây, bên mâm mình chưa thấy rôm rả này. Hả? Mâm mình về rôm lên chứ. Đây toàn những trai xinh gái đẹp mà. Nổ tiền ga đi. Đây, đâu, lên nào. Let's go. Rất nhiều những trai xinh gái đẹp nha. Nhưng mà sao đi ăn cưới thế ai cũng xinh thế nhỉ? Còn ai độc thân không nhỉ? Mà mình còn ai độc thân không nhỉ? Đấy. Anh đang ế vợ đấy. À đúng rồi. Đấy, cứ... Nào bên mình nào. 1, 2, 3 xô. Không phải uống cái game mới vui chứ. Đó.
tràn gió xuân.